Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ ba ngày 1 tháng 2 năm 2022. Kính mời các bạn xem bản tin Người Việt hải ngoại vận động đề cử Phạm Đoan Trang cho giải Nobel Hòa bình. Cộng đồng người Việt ở nhiều nơi đang vận động đề cử nhà báo, nhà hoạt động Phạm Đoan Trang cho giải Nobel Hòa bình vì đã đóng góp nổi bật của cô trong việc đấu tranh giành quyền tự do, dân chủ cho người dân Việt Nam. Dẫn chứng thông cáo báo chí của Ủy ban giải Nobel Hòa bình khi trao giải Nobel Hòa bình năm 2021 cho Maria và Dmitry về những đóng góp của họ để bảo vệ quyền tự do ngôn luận. Tuyên cáo chung của chiến dịch vận động đề cử cho nhà báo Phạm Đoan Trang nói cô xứng đáng là một ứng viên cho giải thưởng danh giá này. Đây là hình ảnh nhà báo Phạm Đoan Trang đã bị chính quyền truy đuổi gắt gao trước khi bị bắt hôm 14 tháng 12 năm 2021. Phạm Đoan Trang cũng bị kết án 9 năm tù với cáo buộc tuyên truyền chống nhà nước. Hy sinh cả tuổi xuân để tranh đấu cho lý tưởng của tự do, cô Phạm Đoan Trang xứng đáng được đề cử giải Nobel Hòa bình để đại diện cho tất cả những nạn nhân đã bị chế độ của Đảng Cộng sản Việt Nam bức hại trong suốt 70 năm qua vì đã đấu tranh cho các quyền căn bản của con người. Tuyên cáo nói, sau khi tóm được những thành quả nổi bật và các giải thưởng quốc tế về nhân quyền mà Phạm Đoan Trang đã nhận trong suốt hơn 10 năm hoạt động trước khi cô bị bắt giam vào ngày 6 tháng 10 năm 2020. Xứng đáng, nhà văn Cung Thị Lan, Chủ tịch Văn bút Việt Nam hải ngoại nói với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ rằng bà ngưỡng mộ tác giả trẻ không chỉ vì sự can đảm về tài năng của cô. Phạm Đoan Trang đòi hỏi nhiều hơn, đó là tự do dân chủ cho toàn Việt Nam, chứ không phải tự do chỉ cho riêng Phạm Đoan Trang. Điều này rất khó. Đó là mục tiêu rất lớn, lòng khao khát cho cả dân tộc, chứ không phải chỉ ích kỷ cho bản thân của mình. Nữ nhà văn đang sống tại Mỹ nói về một trong những lý do khiến bà ủng hộ cho việc vận động đề cử cho Phạm Đoan Trang. Bà Cung Thị Lan và tổ chức Văn bút Việt Nam hải ngoại, chi nhánh Văn bút quốc tế đã tổ chức rất nhiều hoạt động ủng hộ cho nhân quyền tại Việt Nam trong những năm vừa qua. Bà cũng là người đã viết thư yêu cầu Phó Tổng thống Kamala Harris trong chuyến thăm Việt Nam năm ngoái hãy đề cập đến vấn đề nhân quyền và đòi Hà Nội trả lại tự do cho Phạm Đoan Trang và các tác giả đang bị giam cầm. Nói về gương mặt đại diện cho thế hệ trẻ cầm bút, nhà văn Cung Thị Lan cho biết, khi tôi theo dõi và đọc tiểu sử của những tác phẩm của từng cá nhân đấu tranh cho Việt Nam, tôi thấy mỗi người đều có những điểm tích cực mà mình thích. Nhưng với Phạm Đoan Trang, bản thân tôi thấy Phạm Đoan Trang xứng đáng được giải Nobel Hòa bình. Thứ nhất, Phạm Đoan Trang là nữ. Ở tù đối với phụ nữ không phải là dễ, và tác phẩm của Phạm Đoan Trang có tính chất thu phục lòng người. Đây là hình ảnh hàng loạt tác phẩm của nhà xuất bản Tự Do và những cuốn sách do chính Phạm Đoan Trang viết đã được xuất bản để phổ biến về tự do, dân chủ, nhân quyền. Đối với giải Nobel, không phải chỉ là cá nhân đó đã có tính can đảm mà ngoài bút của họ thu phục được người đọc. Tôi nghĩ điều đó đã đưa đến việc tất cả mọi người, không phải chỉ cộng đồng người Việt, mà nếu theo dõi sát sẽ thấy trên thế giới, như vào trang văn bút quốc tế, văn bút của Anh, văn bút của Đức, v.v., thì sẽ thấy nhiều người trên thế giới ủng hộ tác giả Phạm Đoan Trang. Cùng chung nhận định với bà, nhà văn Cung Thị Lan, bác sĩ Đỗ Văn Hội, đồng chủ tịch Hội đồng Liên kết Quốc nội Hải ngoại Việt Nam, đã nói với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ rằng, nữ nhà báo Phạm Đoan Trang khiến cho ông nể phục về sự can đảm và cả cách đấu tranh rất ôn hòa của cô. Ông nói, những người tranh đấu là rất đáng nể phục rồi, dưới một chế độ lúc nào cũng đe dọa. Thứ hai, cô ấy đấu tranh rất ôn hòa. Và thứ ba, cô ấy nói lên được tất cả những gì tranh đấu cho Việt Nam, muốn hiện không có tự do dân chủ, tự do ngôn luận. Mà cô ấy dám là làm những điều đó là tranh đấu cho tự do ngôn luận, xuất bản sách trong nước. Những cuốn sách rất có lợi cho người dân, tất cả mọi thời đại và bất cứ ở đâu. Mang lại hy vọng. Sinh ra sau năm 1975, Phạm Đoan Trang thuộc thế hệ được gọi là lớn lên dưới mái trường xã hội chủ nghĩa. Đây là hình ảnh Phạm Đoan Trang với bản báo cáo đồng tâm song ngữ lên án tội ác của nhà cầm quyền đối với người dân đồng tâm. Nhưng cô cùng với nhiều nhà hoạt động trẻ khác đã mang đến niềm hy vọng về một tương lai Việt Nam tốt đẹp hơn cho những người thuộc thế hệ trước, nhất là những người đã từng được sống và được thở bầu không khí tự do dân chủ ở miền Nam trước năm 1975, theo nhận định của bác sĩ Đỗ Văn Hội.
Trong môi trường xã hội chủ nghĩa thì đương nhiên ai theo chính quyền sẽ được hưởng lợi, còn ai đi ngược lại sẽ bị chủ dập ghê lắm. Vậy mà cô Phạm Đoan Trang đã nói lên được theo lương tâm của nhân loại, chứ không phải chống đối gì cả. Đó là tự do, dân chủ, nhân quyền. Nếu thế hệ trẻ tiếp nối được điều đó thì rất có lợi cho đất nước của chúng ta. Bác sĩ đã bày tỏ như vậy với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Nhà văn Cung Thị Lan thì cho rằng có hai yếu tố đã làm nên một thế hệ trẻ sáng suốt, không rơi vào quỹ đạo bị nhồi sọ của hệ thống giáo dục xã hội chủ nghĩa. Đó là tính đặc tính thông minh của người Việt Nam và sự phát triển của công nghệ, đặc biệt là sự xuất hiện của Internet và mạng xã hội. Nhờ Internet và rất nhiều thông tin trên mạng, các em học hỏi, tìm hiểu và thấy rằng những điều học ở nhà trường hay những điều được tuyên truyền trong xã hội là hoàn toàn khác với những kiến thức mà các em có thể tiếp thu được ở Internet. Ngoài việc đồng thành lập tạp chí luật khoa chuyên phổ biến những kiến thức và thông tin về luật pháp, chính trị và nhân quyền, những tác phẩm gây tiếng vang của Phạm Đoan Trang như Chính trị bình dân, Phản kháng phi bạo lực, Cẩm nang nuôi tổ v.v. là những tác phẩm được Trang viết theo cách bình dân nhất nhưng lại có khả năng khai phóng nhiều người và trở thành những tác phẩm khiến cho nhà cầm quyền hoảng sợ, theo nhận định của tuyên cáo. Đây là hình ảnh nhà báo Phạm Đoan Trang được trao giải tự do báo chí của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới ESF vào năm 2019. Trong bức thư viết vào ngày 27 tháng 5 năm 2019, hơn một năm trước khi bị bắt, Phạm Đoan Trang nói bà có ba tâm nguyện mong muốn cộng đồng thực hiện. Đó là vận động thông qua luật bầu cử mới, luật tổ chức quốc hội mới, quảng bá các sách bà viết và biến việc bà đi tù trở thành cơ hội để thế giới dân chủ đàm phán với nhà nước, đòi thông qua luật bầu cử mới và luật tổ chức quốc hội mới. Những đóng góp của Phạm Đoan Trang cho dân chủ, nhân quyền đã được nhiều tổ chức quốc tế ghi nhận qua các giải thưởng như giải Homo Homini của tổ chức nhân quyền Pulitzer tại tiệp khắc năm 2017, giải nhân quyền Việt Nam của mạng lưới nhân quyền Việt Nam năm 2018, giải thưởng về tự do báo chí của tổ chức ký giả phóng viên không biên giới ESF vào năm 2019 và gần đây nhất là giải thưởng Martin Ennis của tổ chức nhân quyền tại Thụy Sĩ. Giải này đã được trao cho cô vào ngày 19 tháng 1 năm 2022 sau khi Phạm Đoan Trang bị kết án tù 9 năm với tội tuyên truyền chống nhà nước xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Theo nhà văn Cung Thị Lan, một trong những tiêu chí quan trọng đối với các ứng viên của giải Nobel Hòa Bình là họ phải vượt ra khỏi nỗi sợ hãi, không bị ràng buộc hay ảnh hưởng bất kỳ sự kiểm duyệt hay kiểm soát nào. Khi một nhà văn viết mà không sợ, nghĩa là viết đúng lương tâm, mục đích, hướng thiện thì mới xứng đáng được giải Nobel. Đây là hình ảnh Phạm Đoan Trang bị an ninh cộng sản chặn đánh đến gãy chân. Đến khi cô bị bắt vào tù, vết thương vẫn chưa lành. Tôi thấy có những nhà văn sợ rằng viết ra thì sẽ bị cái này cái kia, mà sống trong xã hội ở Việt Nam thì làm sao mà không sợ cho được. Sẽ bị trực tiếp hoặc gián tiếp có những công kích. Nhưng đối với Phạm Đoan Trang, tôi thấy tôi phải ngưỡng mộ tác giả Phạm Đoan Trang vì trong hoàn cảnh như vậy mà Phạm Đoan Trang dám nói và dám viết rằng chỉ muốn tự do, dân chủ cho toàn dân tộc, chứ không phải tôi ra khỏi tù cho tôi. Điều đó rất thu phục tôi. Giữa bối cảnh các thế hệ cha anh, những người đã đổ xương đổ máu cho lý tưởng tự do, dân chủ trong thời chiến đang dần qua đi, bác sĩ Đỗ Văn Hội nói những tấm gương tranh đấu ôn hòa, can đảm và hiệu quả như Phạm Đoan Trang chính là một tín hiệu rất đáng mừng cho tương lai của đất nước. Chiến dịch vận động đề cử hiện đã nhận được rất nhiều ủng hộ từ các tổ chức và cộng đồng người Việt ở nhiều nơi, bao gồm cả các tổ chức như Thanh niên Canada tranh đấu cho nhân quyền tại Việt Nam, Việt Amplify, cộng đồng người Việt Nam tự do tại Ottawa, Tổ chức Văn hóa Việt Nam Ottawa, Canada Việt Nam Network, Hội người Việt Nam tại Scotland, Voice Canada, Hội người Việt tự do và rất nhiều những hiệp hội khác. Và với việc đề cử cho giải Nobel lần này thì Phạm Đoan Trang rõ ràng là người luôn xứng đáng. Kính mời các bạn xem bản tin các vị lãnh đạo nghĩ gì, một hệ thống do dân, vì dân hay sẵn sàng ăn thịt dân. Cũng nhiều năm rồi, ít ra là vài chục năm nay ở Việt Nam, câu khẩu hiệu là của dân, do dân, vì dân chủ yếu để người ta trích dẫn một cách mỉa mai. Nhân vụ Việt Á khiến bộc lộ cả hệ thống công quyền đã trở nên bất lương đến mức lợi dụng cơn đại dịch để bòn rút tiền của nhân dân và tiền ngân sách với giá cắt cổ. Khẩu hiệu giải cứu dành cho các chuyến bay cũng khiến cho đồng bào hải ngoại rợn tóc gáy
vì giá chặt chém gấp 5 đến 10 lần bình thường. Nhà văn Đoàn Bảo Châu có bài viết gửi đến các vị lãnh đạo Cộng sản Việt Nam trên trang Facebook cá nhân, dựa trên hai sự kiện tham nhũng đáng ghê tởm nhất lịch sử Việt Nam trong vòng điều tra đang diễn ra. Tiếp nối việc các tỉnh thành đua nhau mua kit xét nghiệm của Việt Á với giá cao để hưởng lợi là việc các chuyến bay giải cứu bà con đã bị kẹt ở nước ngoài về Việt Nam với giá rất cao. Có người phải về bằng cách qua Campuchia dù vất vả nhưng rẻ hơn tầm 44 triệu đồng thay vì 170 đến 240 triệu đồng cho một vé máy bay từ Mỹ về Việt Nam. Đây là hình ảnh người Việt Nam bay về Việt Nam luôn chọn quá cảnh qua Campuchia mặc dù có tiền bởi các chuyến bay giải cứu có giá cắt cổ. Theo tiến sĩ Lương Hoài Nam, so với chuyến bay giải cứu thời kỳ đầu thì giá tăng lên tới 3-6 lần. Và câu hỏi là cái văn hóa chặt chém này từ đâu mà ra? Ai phải chịu trách nhiệm về cái văn hóa ăn thịt đồng loại này và ai nên thấy xấu hổ đây? Xin thưa, tất cả là do hệ thống này sinh ra và những người đứng đầu hệ thống nên thấy đấy là trách nhiệm của mình và nên thấy xấu hổ. Văn hóa Việt Nam luôn để cao tinh thần lá lành đùm lá rách. Một con ngựa đau cả tàu bỏ máng hay chị ngã em nâng. Mùa dịch có bao tấm lòng người dân giúp đỡ lẫn nhau. Các doanh nhân bỏ tiền tỷ ra mua quà, nấu những bữa ăn tri ân các cán bộ y tế đang chống dịch hay an ủi những bà con khốn khó. Thì những người trong hệ thống tận dụng cơ hội này để ăn thịt đồng loại, đó là các đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Chính cái hệ thống hô hào đốt lò này lại là một cỗ máy hoàn hảo sản xuất ra củi. Đã nói tới tham nhũng thì chỉ có cán bộ trong hệ thống, chứ dân thì làm gì có cơ hội nào mà tham với nhũng. Một hệ thống luôn đề cao là do dân, vì dân, nhưng hở ra là ăn thịt dân. Tôi nghĩ cái cuộc điều tra nên làm sâu vấn đề ai là người đưa ra chủ trương chọc mũi dân lao động với giá cao liên tục như vậy. Đành rằng là hệ thống chống dịch, nhưng liệu đằng sau việc hô hào ngoáy mũi một cách thần tốc ấy có còn một động cơ gì nữa hay không? Văn hóa là một quá trình để xây dựng lâu dài và hình ảnh ảnh hưởng của bộ máy cầm quyền tới văn hóa là rất lớn bởi nhà dột từ nóc. Thử nghĩ xem, việc mua kit xét nghiệm giá cao hay bóp chẹt giá về hồi hương của đồng bào xa xứ liệu có xảy ra ở một nước như Nhật Bản hay không? Mặc dù nước nào cũng có tham nhũng nhưng ở họ không trở thành quốc nạn như ở Việt Nam. Đây là một hệ thống tham nhũng có hệ thống. Đây là một căn bệnh ung thư di căn toàn bộ hệ thống từ đầu não Trung ương Đảng Cộng sản cho đến các làng, xã, huyện, thị. Đây là hình ảnh các cán bộ lãnh đạo của Cục Lãnh sự bao gồm Cục Phó, Cục trưởng đã bị khởi tố vì ăn hối lộ trong những chuyến bay giải cứu. Đấy chỉ là những ngành liên quan tới dịch bệnh, nhưng khi có cơ hội thì tôi tin rằng những ngành khác cũng sẽ bật lộ sự bồng thỉu ra một cách tràn lan, không kém. Một bộ máy bị ung thư như tham nhũng, di căn khắp nơi thì đấy là một thảm họa cho đất nước, cho dân tộc. Nó sẽ làm yếu đi mọi mặt, quân sự, kinh tế, lòng tin của dân và bộ máy lãnh đạo và vào tương lai. Trẻ em khi biết những điều này, chúng sẽ cảm thấy xã hội mà chúng chuẩn bị bước chân vào là một xã hội bẩn thỉu. Chúng sẽ tìm cách làm việc, sinh sống ở nước ngoài khi có cơ hội. Niềm tự hào của chúng về đất nước sẽ không còn. Tôi cứ tự hỏi liệu những lãnh đạo cấp cao cảm thấy vấn đề này rất nghiêm trọng, rất đáng xấu hổ, đáng báo động và cần thay đổi hay không? Một xã hội có nhiều vấn đề như vậy nhưng liên tục bỏ tù những người đấu tranh cho dân oan, cho dân chủ, cho nhân quyền. Vậy toàn dân nên biến thành một lũ cừu, không được ho he gì về những sai trái của bộ máy cầm quyền hay sao? Tôi cũng tin rằng rồi đây sẽ còn rất nhiều những be bét được bung ra trong những ngày khác. Không có một loại thuốc nào chữa được ung thư đã di căn, trừ khi những người đứng đầu có một tầm nhìn thấu đáo vấn đề và đưa ra những cải cách cần thiết. Điều trước tiên cần làm là hãy cho phép nhân dân mở miệng, lắng nghe và vận động viên những ý kiến phản biện. Đây là hình ảnh Thông tấn xã Việt Nam với bản tin dối trá vào ngày 26 tháng 4 năm 2020 rằng bộ kit xét nghiệm COVID-19 của Việt Nam đã được Tổ chức Y tế Thế giới WHO công nhận và đã đạt chuẩn quốc tế. Và chỉ trong thời gian ngắn, Việt Á đã thu về 4.000 tỷ đồng từ những bộ kit xét nghiệm dởm như thế dưới sự bảo kê của các tờ báo của Đảng.
Làm thế không những hạn chế được tham nhũng mà còn có tác dụng thúc đẩy tư tưởng tiến bộ từ thế hệ trẻ, những người chủ trương và chủ tương lai của đất nước. Tư tưởng tiến bộ cởi mở, cách nhìn thẳng thắn vào những vấn đề của xã hội giống như luồng ánh sáng hồng ngoại, soi rọi vào những ổ bệnh tối tăm, bẩn thỉu, sẽ giúp xã hội tốt dần lên. Sau vụ tóm cả cụ ở Cục lãnh sự, có sở đến các đại sứ quán ở Việt Nam ở nước ngoài hay không cũng là câu hỏi được đặt ra. Đó là điều mà nhà báo Mạnh Quân đã nêu ra với tựa đề bài viết trên trang Facebook cá nhân của mình. Vụ cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an tóm cả ban lãnh đạo Cục lãnh sự vào hôm qua về tội nhận hối lộ thực sự là vụ lớn, cho dù về chức vụ, những người bị khởi tố bắt tạm giam vào hôm 27 tháng 1 không to bằng nhiều ông bà bị bắt vào thời điểm cận Tết mấy năm trước. Tuy nhiên, vụ này tính chất rất đặc biệt, bởi không chỉ là vấn đề tham nhũng, tranh thủ, mùa dịch, mà trong lĩnh vực này nhiều năm qua, có thể nói ít nhất là trong khoảng 20 năm nay, tình trạng nhũng nhiễu, tham tàn của cán bộ lãnh sự Việt Nam ở nhiều nước đã được lên tiếng, phản ánh rất nhiều, nhưng chưa có vụ nào được điều tra, xử lý đến nơi đến chốn. Đột nhiên, một vụ việc được khởi tố tại Cục lãnh sự và cơ quan điều tra khởi tố từ Cục trưởng, Cục phó, Chánh văn phòng cho tới nhân viên. Nó cho thấy tính chất nghiêm trọng của câu chuyện. Ở đây không chỉ là việc nhận hối lộ của vài cá nhân, mà nó có dấu hiệu khá rõ của một vụ tham nhũng tập thể, tham nhũng có tổ chức, yếu tố tăng nặng cho hành vi của mỗi cá nhân. Và hiển nhiên, dân tình rất hả hê, đặc biệt là kiều bào ở nước ngoài. Đây là hình ảnh Cục trưởng Cục lãnh sự Nguyễn Thị Hương Lan được tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể cá nhân xuất sắc trong công tác bảo hộ công dân và chống dịch, nguồn của báo quốc tế. Cách đây 4 năm, Chủ tịch một hãng hàng không đã từng gọi tôi nói chuyện khá dài và có gợi ý hỗ trợ tôi chi phí toàn bộ vé máy bay đi lại đến nhiều nước để điều tra về tình trạng nhũng nhiễu của cán bộ, nhân viên sứ quán Việt Nam. Vì theo ông, tình trạng đó cũng ảnh hưởng không nhỏ đến việc người Việt Nam ở nước ngoài. Người nước ngoài ngại đi và đến Việt Nam do mất nhiều chi phí thủ tục khi làm visa, có rất nhiều khoản không đúng quy định, nhiều việc khó có thể làm nếu không đút lót, khiến người ta rất khó chịu khi làm việc với cán bộ, nhân viên, lãnh sự Việt Nam. Tiếc là thời điểm đó tôi cũng bận nhiều việc mà không nhận lời đề nghị hay hò này. Nhưng sau đó thì cũng có rất nhiều ý kiến, thông tin phản ánh về tình trạng nêu trên. Có cả một group là nhóm tôi và sứ quán, nơi nhiều người Việt Nam ở nước ngoài lên tiếng rất gay gắt, cụ thể về những cơ quan lãnh sự nào, cán bộ, nhân viên nào, có những hành vi như thế nào, gây nhũng nhiễu, vòi tiền, v.v. Có cả những kiến nghị rất cụ thể của những kỹ sư, sinh viên, nhà nghiên cứu v.v. Việt Nam ở ngoài nước để chấn chỉnh tình trạng trên ở nhiều cơ quan ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài. Và group này thực sự cũng khiến tình trạng trắng trợn ở nhiều sứ quán giảm đi, bớt đi đáng kể. Tuy nhiên, thực tế cho đến nay, theo nhiều người, nó vẫn có thể diễn ra khá nặng nề. Đây là hình ảnh nhóm tôi và sứ quán có 38.000 thành viên. Một điều dễ hiểu là do những cơ quan này ở nước ngoài, khả năng giám sát, kiểm tra của các cơ quan trong nước rất kém, lỏng lẻo hơn rất nhiều với các cơ quan trong nước. Nên ở đó người ta dễ làm bậy bạ hơn mà không sợ bị phát hiện, xử lý. Nhận ra lỗ hổng này, một số đại biểu Quốc hội khóa trước đã có kiến nghị đưa vào chương trình giám sát hàng năm của Quốc hội các hoạt động của cơ quan ngoại giao Việt Nam ở nước ngoài. Nhưng đáng tiếc, các kiến nghị này đã không được đưa vào. Đối với báo chí, trong suốt thời gian dài, lĩnh vực này dường như bất khả xâm phạm, vì viết gì người ta hay quy là ảnh hưởng xấu đến hình ảnh cơ quan ngoại giao Việt Nam, nên tin bài viết có lên cũng rất dễ bị gỡ, bị ngăn chặn, không thể làm sâu hơn. Cho nên, ngay sau vụ bắt cả nhóm đầu não Cục lãnh sự Bộ Công an tiếp tục mở rộng điều tra ở nhiều cơ quan lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài, và các cơ quan thanh tra, kiểm toán cũng vào mạnh, xử lý triệt để, làm minh bạch, lành mạnh hóa hoạt động của các cơ quan lãnh sự Việt Nam, thì bà con còn ủng hộ, vỗ tay rất nhiều. Nhà báo Mạnh Quân nêu ra quan điểm của mình như vậy.